Mua ạc nạp game giá rẻ nhất tại shoptng.vn, shop dịch vụ của Tràm Game. Xin chào tất cả anh em, Liên Quân ngày càng phát triển, người chơi đồng dạng nắm bắt được các vị tướng nào đang mạnh, đang yếu hay là hợp meta nhất để áp dụng vào đấu rank, khiến các trận đấu hấp dẫn và tính chiến thuật cao hơn. Phiên bản mới sau khi thay đổi sức mạnh tướng và phù hiệu cùng trang bị, khiến rất nhiều vị tướng được hưởng lợi hoặc là bị ảnh hưởng. Và đương nhiên, đó là các tiền đề trực tiếp giúp các vị tướng được lựa chọn ít nhiều và tất nhiên là tỷ lệ thắng của vị tướng đó thay đổi rồi. Vậy anh em điểm qua các vị tướng đang có tỷ lệ thắng cực cao đeo rank hiện tại nhé, để anh em có thể vận dụng ngay vào trận đấu rank. Thứ nhất, Slim. Bài này Slim rất bá nha anh em, tỷ lệ thắng cao nhất Liên Quân luôn. Slim các đòn đánh thường uy lực và gây thêm sát thương theo 100 máu khi kích hoạt chiêu cuối. Đặc biệt rất hợp đối đầu của vị tướng châu bò, chấp cả tanh luôn anh em ạ. Điều đó đảm bảo cho sát thương của Slim luôn ổn định xuyên suốt cả trận đấu. Nhưng dù gì đầu game anh em nên chăm farm tí nhá, cuối game là gánh cả thế giới. Bên cạnh đó, Slim còn là vị tướng dọn dẹp lính và quái rừng rất nhanh. Ngoài ra với kỹ năng lao khí có tầm xa và thời gian choáng thì thuận với khoảng cách bay của mũi lao, giúp cho Slim có tình huống ganh và ép trụ cực kỳ nguy hiểm. Sự xuất hiện của phù hiệu ma tính giúp cho Slim từ vị tướng không mấy ai dòm ngó đã comeback trở lại cực kỳ mạnh, đi rừng và đi lane đều ổn nha anh em. Về cách chơi, nâng mắc chiêu 1 và cày máu thấp nhất, sử dụng chính xác kỹ năng lao khí để có thể mở ra tranh, bởi chiêu thức này có tầm xa và hiệu ứng choáng rất lâu. Anh em có thể tận dụng chiêu thức lò xo khí để thoát ra tranh, hoặc là đơn giản là áp sát kẻ địch, hay đơn giản hơn đó chính là cường hóa sát thương nhé. Đừng ngại ngần khi kẻ địch là vị tướng châu bò của đối phương áp sát bạn, vì Slim còn đang gây sát thương theo 100 máu nhờ chiêu cuối của mình. Hãy tận dụng và chơi Slim ngay bây giờ đi nào. Thứ hai, Payna là một vị tướng trợ thủ nên ít được chơi hơn, nhưng một khi xuất hiện thì Payna là vị tướng trợ thủ dễ chơi, dễ ứng thưởng, giúp anh em đeo rank dễ dàng với tỷ lệ thắng cao ngất ngưỡng và bộ kỹ năng đúng chất hỗ trợ tối đa. Với một thay đổi nhỏ khi cho phép cô nàng di chuyển khi sử dụng chiêu cuối, có vẻ bá đạo cho Payna. Kiểu giờ đây bình máu di động mà đi kè kè bên xạ thủ thì rất là khó giết nha, vừa hồi máu choáng các kiểu lại còn khó chơi, chưa kể đó chính là búp tô đánh cho các vị tướng xạ thủ. Phù hiệu hợp lý cho Payna là ma tính nha anh em. Anh em dùng xong chiêu cuối là được hồi nhanh chiêu 1 và 2, tối ưu hóa khả năng khống chế, bảo kê và hồi phục cho Payna. Về cách chơi, nước mắc chiêu 1 và cài máu thứ nhất, giữ vị trí cẩn trọng cho tranh, vì Payna không phải là vị tướng mạnh trong khoản chống chịu. Sử dụng chiêu 2 choáng chuẩn nhiều người, và đây chính là chìa khóa quan trọng giúp bạn giành chiến thắng trong giai đoạn đi đường lấn ra tranh nhé. Nhớ chiêu cuối kịp thời và sử dụng chiêu 1 đúng lúc để ngăn chặn kẻ địch áp sát và sốc cả thương trừ phía bạn nhé. Và đương nhiên là hồi phục kịp thời giúp chủ lực tránh các pha ganh từ các tướng địch. Ở đầu game, nếu cảm thấy khó check tầm nhìn thì việc lên các trang bị như là nhấn phong thần để check tầm nhìn là cần thiết cho Payna, để tránh bị bắt lẻ lối trang bị thiên về chống chịu, giúp đồng đội tối ưu trong các pha giao tranh, không phải về nhà và liên tục giành chiến thắng nhá. Thứ ba, Phoenix. Có lẽ do cấm quá nhiều ở rank cao nên Phoenix chỉ được sống nhiều ở rank thấp, nên tỷ lệ thắng mới đứng ở vị trí thứ 3, chứ không theo S là phải đứng đầu mới hợp lý. Bị giảm tính sức mạnh nhưng không ăn thua nhé anh em. Phoenix vẫn cứ bị cấm triền miên, lâu lâu mới được sống ra thì cực kỳ sướng. Ăn rừng rất nhanh, là vị tướng nổi danh ăn rừng nhanh, ăn mục tiêu mạnh, phá trụ, lăn cực tuyệt bá. Trước đây thì nói Phoenix chỉ đánh ở đầu game, lết yếu, nhưng giờ lết để ăn được Phoenix không phải dễ dàng chút nào. Thành ra vị tướng này trở nên mạnh, giờ lại còn mạnh hơn, đặc biệt khi có thêm phù hiệu quá khó chịu nhá. Phoenix cần tập trung farm rừng, hỗ trợ đồng đội tham gia ganh từ sớm. Hãy cố gắng lên đồ thật nhanh để tạo lợi thế trước team địch, ăn lính ép trụ và ép đường thật sớm nhá. Thánh Tuấn là phù hiệu hợp lý cho Phoenix, bởi Phoenix đang khá toàn diện rồi, chỉ cần một khả năng an toàn tránh bị sát thương là quá đủ. Về cách chơi, nâng mắc chiêu 1 và cày máu thứ nhất. Khi có đầy đủ chiêu thức, bạn hoàn toàn có thể tự tin tìm kiếm và solo tay đôi bất kỳ đối thủ nào ở tình huống 1-1 nhé. Bởi lượng sát thương và khả năng tự bảo kê của mình mà Phoenix gây ra là cực kỳ lớn, tầm đánh cao, khả năng hút máu khá khủng. Ngoài ra, nếu cảm thấy bản thân mình yếu thế hơn, Phoenix cũng có thể dễ dàng thoát khỏi giao tranh nhờ chiêu 2 của mình. Do đó, bạn hoàn toàn có thể tổ chức ganh từ sớm hoặc là cướp rừng để tạo lợi thế cho đồng đội nhé. Luôn giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không lao vào đầu tiên trong tranh. Đó là yếu tố quan trọng để có thể phát huy tối đa và sức mạnh của Phoenix. Cố gắng tích chiêu 1 vào một mục tiêu để có thể hồi ngay chiêu 2, giúp bạn tối ưu sự an toàn và cơ động trong tranh nhé. Thứ tư, Kilgroth. Nhắc tới Kilgroth, đa phần chúng ta thường dùng ngay tới kiểu tướng đó chính là càng chiến càng hăng, chủ yếu là gây sát thương trên đòn đánh tay, chớp nhoáng và được cường hóa tốc độ nhờ nội tại của mình. Nhưng thế vẫn chưa đủ đâu, khi mà ít người biết rằng con quái vật đại dương này có thể gây ra sát thương phép và sát thương vật lý nên rất là khó phòng bị. Nhưng điều mà Kilgroth có thể làm được ở phiên bản này quá hợp, đó chính là từ giao tranh đến đẩy đường, biến khống chế áp sát các kiểu nhá, lại cực kỳ dễ đánh. Anh em đeo đánh mà không chơi thì quá là phí phạm rồi. Ma tính giúp cho Kilgroth lầy lội và mạnh mẽ hơn. về cách chơi, nước mắc chiêu hay và cài đặt máu thấp nhất hoặc là cài gần nhất để tối ưu khả năng hút máu nhé nếu gặp các vị tướng quá cơ động. Đầu game Kilgroth khá yếu do không có khả năng tay đôi quá tốt, do đó bạn hết sức cẩn thận tránh bị khống chế và hổ báo nhé. Cẩn thận cố gắng farm lính, đợi cấp độ 4 và sự hỗ trợ của đồng đội. Trước đẩy trụ, Kilgroth tính bằng 2 xạ thủ bắn một lúc, do đó khi đối phương bỏ đường thì Kilgroth đẩy đường bằng tất cả các thức, sau đó đẩy trụ thật nhanh và rút lui về trước khi đối phương ra tới nhé. Kilgroth không phải là người mở ra tranh đầu tiên và cũng vào đầu tiên, tránh trường hợp ăn khống chế quá nhiều, không thể gây sát thương nhé. Kilgroth đam thẳng vào chủ lực đối phương để khiến team địch phải vào ngõ cụt. Giá rẻ 13k, không chơi thì quá phí anh em ơi. Thứ 5, Krixi. Pháp sư nổi danh phiên bản này không phải là Tulen, không phải là Rat, không phải Lily mà là Krixi nha anh em. Nổi hot hòn hot luôn. Sự trở lại mạnh nhờ ma tính giúp cho Krixi thi triển 5 chiêu thức liên tục với khả năng cầu máu từ xa, hiệu ứng hất tung và rồi kỹ năng từ chiếc cuối, khiến cho Krixi cực mạnh ở đường mid. Tuy nhiên anh em phải chú ý vì thiếu cơ động, dễ bắt lẻ, phải biết cách chọn vị trí thích hợp cho tranh, máu ít, dễ bốc hơi cho tranh, nhất là bị bắt nhá. Về cách chơi, chiêu một bướm ảo nên sử dụng thường xuyên để có thể cấu máu team địch nhé. Dùng bướm ảo kích hoạt mưa sao băng giúp kỹ năng này rơi trên nhiều mục tiêu càng tốt. Di chuyển sử dụng trước cuối nhá. Bướm ảo có thể giúp cho Krixi kiểm tra bụi cỏ. Hãy dùng khi bạn không chắc đối thủ ấn nấp hay không và khi không có tầm nhìn nhé. Luôn nhớ để dành chiêu thứ hai bởi đây là kỹ năng khống chế nhất của Krixi. Phòng khi có bị tướng đấu xí, sát thủ áp sát còn có thể sử dụng để khống chế nhé. Cấu đỉa trước và cho tranh. Sau đó sử dụng chiếc cuối sốc thêm đa thương, đồng thời kích hoạt ma tính vận dụng liên tiếp sức mạnh. Trong tranh, hãy cố gắng xả hết toàn bộ ý thức, đừng bao giờ để dành KS hay là bất kỳ lý do gì nhá. Bởi dù bạn sau đó bị lên bảng điểm số, chỉ cần bạn tung hết combo chính xác, đủ rút team, gây thêm rất nhiều sát thương và lợi thế rồi đó. Trên đây là 5 vị tướng có tỷ lệ thắng cực kỳ cao theo bảng thống kê của Gạt Gián. Chắc hẳn anh em đều thấy được rằng đây không phải là các vị tướng được pick quá nhiều ở tất cả mọi cuộc rank, nhưng nó có thể thể hiện một điều đó chính là đây là các vị tướng có tỷ lệ thắng rất cao. Và theo ép nhận định và xem xét sức mạnh thì đây đúng là các vị tướng đang rất mạnh ở phiên bản mùa này, chứ không phải là tỷ lệ thắng nhiều là do ít người chơi đâu nha anh em. Hoàn toàn rất mạnh ở trong phiên bản này, anh em nên vận dụng và chơi ngay đi. Nếu có bất kỳ ý kiến hoặc là nội dung mà ép thực hiện, nhanh tay bình luận dưới video đi nào. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong video lần sau nhé. Trước khi vào clip, anh em cho em xin bàn tay nhé. Hãy các tạo kênh vlog và ẩm thực, anh em qua đăng ký kênh giúp em nhé. Kênh 1 triệu năm thì làm riêng với Liên Quân, còn vlog đời sống ẩm thực em hiện trên kênh TNG TV. Ủng hộ em nhé anh em ơi. Hãy có để link cho anh em ở phần mô tả để cùng tham gia. Slimz at your service. An ally has been defeated. With their names done. Retreat! Your team has destroyed a tower! Ultimate! You gotta roll with the punches, son! Nails done. The girls with their nails done. Retreat has been defeated! Girls with their Để ủng hộ ép, anh em đừng quên ấn nút đăng ký và đương nhiên rồi chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.